Xin chào các chị và các bạn, chào mừng các chị và các bạn đã đến với kênh chứng khoán Tô Hoàng Investor. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một clip ngắn để nhận định về thị trường chung trong tuần vừa rồi và các nhóm ngành cần chú ý trong tuần sau để các chị có thêm cái góc nhìn và có thêm các cơ hội đầu tư để tham khảo nhé. Thì trước mắt thì đây là kênh YouTube của mình. Nếu các chị lần đầu tiên xem kênh thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh để kênh có thêm nhận được ra thêm nhiều video mới nhé. Trên kênh của mình thì có phần chia sẻ kiến thức cho các nhà đầu tư mới, các chị có thể tham khảo đây. Và các phần nhận định thị trường mình có cái clip đây để tham khảo các hoạt đầu tư. Thì tiếp chúng ta đi đến biểu đồ chung của thị trường chung. Phiên của tuần vừa rồi là phiên bật tăng rất là mạnh của thị trường chung, tăng 24 điểm. Và các mã cổ phiếu vốn hóa lớn thì bật tăng khá là mạnh. Nhóm VN30. Nhiều mã tăng trần nhưng mà VKG, PNG, Sapeco, HDBank, VPBank, FPT, VDR và rất nhiều mã cũng là lớn tăng rất mạnh, kéo chỉ số bật tăng rất là mạnh và thuyết phục. Phiên này đóng cửa cao nhất phiên một cái đến Mazu. Thì trước mắt hiện tại thị trường chung thì có cái mô hình đó là mô hình tam giác đây. Đấy. Thì nó đã cái phiên thứ sáu rồi nó đã vượt qua mô hình tam giác. Nó đã vượt qua cái mô hình tam giác này là nó thể hiện là cái dòng tiền vào quay lại chợ quyết liệt và nó phá vỡ cái mô hình tam giác này, phá vỡ kênh giá giảm, nên kênh giá giảm thì đã phá vỡ rồi. Hiện tại là thị trường đang trong xu hướng tăng, xu hướng uptrend đã được khôi phục. Cái mốc tiếp theo và thị trường cần chinh phục đó là cái mốc đỉnh cũ này, 1530, 1525. Thì mình đánh giá vào cái xung lực này thì có thể trong tuần sau và tuần sau nữa rồi nó sẽ phá cái mốc này thôi, không quá khó để nó vượt qua mốc này. Thì trong này đây các chị cũng tập trung để mình giải ngân các cơ hội nhé, và có thể là ở giai đoạn sau này khi thị trường xuất hiện uptrend vượt qua thì anh chị có thể sử dụng thêm margin để tăng cái hiệu suất đầu tư. Chúng ta đến trong tuần nhé. Đấy. Đối thị tuần là một tuần đóng cao của thị trường chung, đóng cao của VN Index này. Những cái thông tin xấu nó đã được phản ánh ở đây rồi, những thông tin xấu nó đã ra ở vùng này. Đấy. Rất nhiều thông tin xấu nó ra nhưng mà thị trường nó vẫn giữ được cân bằng được và nó đi lên, chứng tỏ là thị trường nó đang có cái sức khỏe tốt và khả năng cao tuần sau sẽ vượt đỉnh, tuần sau nữa sẽ vượt đỉnh từ cái đỉnh thời đại này. Thì do đấy anh chị cần tập trung chuyên môn, tập trung để tìm các cơ hội đầu tư nhé. Thì sau đây mình xin review lại một số các cái mã và các nhóm ngành tăng rất là mạnh. Thì đầu tiên là nhóm ngành bán lẻ, nhóm ngành lẻ gần như là tuần vừa rồi là tăng giá mạnh nhất và kéo thị trường chung rất là khỏe. Đây là mã MVKG. MVKG là phiên tăng trần, xung lực rất là mạnh. Thì MVKG có phiên điểm mua sớm đây, phiên pocket pivot điểm mua sớm đây, thì dòng tiền vào mạnh nhỉ. Các anh chị hoàn toàn thì gia tăng khi nó vượt qua cái đỉnh, vượt qua vùng đỉnh này. Mua đây hoặc gia tăng thêm phiên này. Thì hiện tại đã rời xa vùng mua rồi, các anh chị không mua đuổi nhỉ. Để chờ nó tạo được thêm nền giá. Mã này nó tích lũy khá tốt thì khả năng dư địa nó tăng khá tương đối. FPT. FPT thì lâu lắm rồi mình chứng kiến phiên tăng trần FPT, phiên này tăng trần rất quyết liệt. Đấy. Và nó thoát qua cái kênh giá giảm, thoát qua cái kênh giá rồi. Hiện tại cũng dần sau vùng mua rồi, chúng ta không có điểm mua mới được FPT nhé. Anh chị có thì làm giữ thôi. Đây sẽ là điểm mua sớm. Đấy. Anh chị sẽ gia tăng ở phiên này hoặc phiên này. DGVK. DGVK hiện tại nó đã vượt qua đỉnh này, đang có phiên tích lũy đây. Thì cái mã này thì nó vẫn còn gần đỉnh cũ thì anh chị có thể tham khảo cân nhắc. Mà canh vùng này không vượt quá 5%, 5% từ đỉnh cũ. Thì anh chị đo lên. Và nó vẫn nằm trong vùng mua hợp lý thì anh chị có thể tham khảo cái mã này. Tuy nhiên là nó cũng tăng khá là mạnh này, tăng 3 cây thì cân nhắc phải cân chẳng vừa phải. Hay là cái mã bán lẻ khác. Bét tăng trần rất mạnh dưới môi trần, thì tin mình có thể là cái này. Hiện tại mình đã chốt một nửa cái này rồi, còn một nửa thì các anh chị vẫn có thể nắm giữ thêm để cho nó tiếp tục sinh lợi nhuận. Mình đã cầm chắc nửa đây, ở phía này nóng cao nhất mình đã các anh chị bảo bán vùng thứ 6 này, theo điều chỉnh sau đó điều chỉnh tăng tiếp, thì còn 1/2 chị có thể giữ thêm. Và bán lẻ khá là mạnh. Các cổ phiếu như nhà hơn là PAD, PAD thì nó cũng đã bắt đầu tăng tiếp này.
Thì nhìn chung dòng mã này nó không còn điểm vào mới, các anh chị có thể cân nhắc chờ nó tạo nền. Còn mã PNG, PNG thì nó mới vượt phần đỉnh cũ đây. Này. Của PNG đây. Anh chị có thể tham khảo mà nó có test về cái vùng dưới này. Trong phần tuần sau đây để tầm cân nhắc tham gia, hoặc là tạo được vùng nhà trên này thì mình có thể tham gia được. Đã có dòng tiền vào rất là mạnh. Thì đây là những mã nó kéo thị trường chung trong tuần sau, trong tuần trước rất là mạnh. Và dần có Vinamilk nó hồi phục từ này. Mã này không ưu tiên nhé. Tuy nhiên là nó hồi phục được thì nó cũng tạo được cái thị trường chung. Còn Vinamilk này có thể nó sẽ xây một cái nền giá ở đây. Thì các chị có thể cân nhắc cái nhịp sau này. Đấy, nhịp sau này lên này thì cái gánh nhịp sau này. Giờ chưa tham gia nhé. Vùng cản trên này rất nhiều, không ưu tiên Vinamilk, mình ưu tiên cổ phiếu. Những cổ phiếu nào là những cổ phiếu mạnh, những cổ phiếu nào là những cổ phiếu vượt đỉnh rồi. À, ví dụ như con FPT vượt đỉnh, hay con FPT vượt đỉnh rồi. À. Trong dòng công nghệ thì có con CTR rất mạnh. À. Nó đã vượt đỉnh trước đây rồi, và con nền giá sẽ xem, chỉ có thì làm giữ thêm. Tăng 25%, 20%. Thế đấy là dòng bán đẻ, số cổ phiếu dòng nên chú ý dòng bán đẻ. Bây mình review bằng ngân hàng nhé. Ngân hàng vừa rồi, tuần vừa rồi bắt đầu có mạnh nhà tiền vào. Cổ phiếu HD Bank. HD Bank tăng 39%. Tiền vào khá tốt. Tuy nhiên cổ phiếu này vẫn đang trong trên giảm. Thì các anh chị có thể chi tiền bằng các cổ phiếu khác. Tuy nhiên cổ phiếu này lên cũng khá danh thoát thì tham khảo nhé. Team mình thì có tham gia phiên rồi là tham gia VB Bank. Đó, tham gia bên cây này. Thì mình nhận thấy là VBank nó cũng có tính lũy khá tốt. Nó tính lũy từ tháng 7. Bây giờ đến tháng 4, tức là khoảng 10 tháng. Tính lũy 10 tháng trong cái vùng này. Thì là những phiên phiên tiền vào mạnh. Điều chỉnh thì vô nhỏ. Tiền vào mạnh. Điều chỉnh thì vô nhỏ. Nó thể hiện sự tính lũy của cổ phiếu. Tiền vào mạnh. Điều chỉnh vô nhỏ. Nó thấp. Lại xác nhận tiền vào mạnh. Nhưng ở cái tuần này nó khác nhé, tuần này khác là nó đóng cao nhất phiên cho tuần, nó đóng cao nhất tuần. Thì ở cái chặt tuần này thể hiện nó rất là dễ vượt đỉnh. Đấy, nó đang có cây nhà giảm đây, và nó đang tiệm cận cái cây nhà giảm. Thì nó chỉ cần nó vượt qua vùng này là cầu sẽ vào rất là mạnh. Nên kỹ có thể theo cổ phiếu này. Hiện tại nó vẫn đang nằm trong vùng mua. Vùng mua của nó vẫn là vùng cái đỉnh cũ là 38.9. Đỉnh cũ gần nhất 38.9 thì ngay quanh đây vẫn thể mua được. Hoặc là có thể là sẽ có một nhịp nó loanh quanh đây, xong rồi nó lên. Thì anh chị có thể tham khảo cổ phiếu này. Tuy nhiên, với cuối tuần thì mình thấy có một số thông tin khá tích cực với cổ phiếu VPBank. Ước lợi nhuận mình có thông tin VBank ước lợi nhuận nó khoảng 11.000 tỷ. À, mình có gửi trong nhóm của mình nhé. Thì mình vào bạn lại cho anh chị xem nhé. Đây, của mình đây. Đấy, thì lợi nhuận quý 1 2022 của VBank ước tính là 11.000 tỷ và kỷ lục trong ngành ngân hàng. À, thì mình đánh giá là VBank nó cũng đang có động lực khá mạnh từ cái kết quả kinh doanh. Thì chị có thể làm khoản cổ phiếu này nhé. Hiện tại mình đã là cổ phiếu này rồi, ở phía trước rồi, mình đã báo team tham gia này. Đấy. Tham gia quanh 38.5, đấy, nó có cái nhịp trùng số 38.2 và 3 đấy. Thì các chị, thì mình đã tham gia cổ phiếu này rồi nhé. Thì để tham khảo cổ phiếu này. Ngoài ra cổ phiếu khác như là VBank, con này thì nó thanh khoản hơi thấp. Tuy nhiên là xuống nó đang lên, nó khỏe, nhưng không có điểm vào mới nữa. Tiếp Phong Banh cũng đang phải chú ý. Đi đêm phiên này phiên điểm mua Pocket Pivot, điểm mua sớm. Còn
tiếp phong banh, các chị có thể cân nhắc điều này. Đây là đối tác của mình này. Nó là một cái phía mạnh của banh. BID thì nó vẫn ở kênh dưới, nhưng chưa ưu tiên tham gia. Chưa thể gọn để chưa tiên tham gia. Mà VBank có VIB, VIB nó đang tiếp cận như đường chân 2 giảm giá này. Đấy. Cổ phiếu này thì cái đặc tính nó lên khá sốc, tăng rất là mạnh. Đấy. Anh chị có thể tham khảo các cổ phiếu như này. VIB, VBank, Tiên Phong Bank. Và đây có Techbank. Techbank thì nó cũng kênh dưới thôi. Bao chờ là phải có tín hiệu dòng tiền vào mạnh anh chị tham khảo các cổ phiếu này. Còn là MVB. MVB thì cổ phiếu bên trên, đã vượt đỉnh rồi và đang test lại. Tuy nhiên là nó phải cần xác nhận cái qua đỉnh này đã. Thì hiện tại thì mình đang thấy là ngân hàng nó cũng có tín hiệu tích cực, một số cổ phiếu tích cực thì như thế là cả. Đấy, như là VPBank, mình đánh giá cao nhất là trong những này là VPBank. Không đến có Tiên Phong Bank và MVB, MVB. Đấy, đây, cổ phiếu mình là các trong ngân hàng để chị tham khảo nhé. Chúng ta đi đến dòng chứng khoán. Chứng khoán này có FTS. À, FTS thì nó có cái phiên tiền vào rất là mạnh, hai phiên tiền vào mạnh và điều chỉnh vốn nhỏ. Cuối phân của tuần là nó bật tăng trở lại. Thì cổ phiếu này cũng đang ghi trong dòng chứng khoán, anh chị thấy tham khảo để đưa vào watchlist theo dõi. VND thì nó tiếp cận đỉnh, tuy nhiên là cái vùng khối lượng của nó khá là lớn nên là mình đánh giá cần thêm thời gian để có thể gọi cổ phiếu này. Cổ phiếu khác ở kênh dưới một mét chưa chơi tiền. Cái này là yếu chơi tiền đấy. VX thì ở đó còn tốt hơn SA. VX này cũng hiểu. Dòng chứng khoán mình thấy cấu trúc khá yếu, chưa có nhiều cái điểm nhấn đâu. Các chị có thể để một số cổ phiếu riêng lẻ thôi. Nhưng con FPS này cũng tạm được, có thể nó sẽ có nhịp lên. Các cổ phiếu nó cận tiếp cận đỉnh này, anh chị có thể theo dõi này. AS này, VD, VND này. À, có con cổ phiếu có dòng tiền mạnh vào như FTS này. À. Tuy nhiên là chưa ưu tiên trong chứng khoán nhé. Nên anh chị tham khảo theo dõi. Khi thị trường mà vượt đỉnh được thì khả năng cũng sẽ có sóng. Tuy nhiên là không được sóng mạnh đâu. Tại vì đánh giá là đang có sự không đồng thuận trong rằng khi nhiều cổ phiếu nó vẫn rất là vậy khá sâu. À. Khá sâu, cấu trúc nó đang lỏng lẻo. Thì đầu tiên mình đánh giá các dòng mạnh là thị trường là dòng bán lẻ. Thứ hai là mình đi đến dòng đầu tư công. Đầu tư công cũng có một số cổ phiếu khá đáng chú ý. Đó như là C47 và tăng trần. Xu hướng 2 cây tăng trần rất là khỏe. Thì có thể anh chị theo dõi cổ phiếu này. Có thể nó sẽ đang set up mô hình cấp tay cầm đây. Mô hình cấp này, cấp và cấp tay cầm thì anh chị theo dõi cổ phiếu này. Tuy nhiên bây giờ hiện tại mua thì nó hơi trơn em. Mua để mua của nó là để mua này. Phía này, cái này là điểm một chuẩn, điểm một sớm. Có mô hình 3C. Để theo dõi thêm một phía này nha. Các cổ phiếu khác như là xi măng Hoàng Thành nó bật lại, rất khỏe này. HPC thì hơi yếu. Phaecon khỏe nhé. Cổ phiếu này thì để rõ được. Đây là phiên mua sớm của Phaecon. Nó đã giữ được cái nền trên này. Thì rất dễ là tiếp lên xuống. Thị trường cân bằng ổn thì nó tiếp xuống, nó phá cái nền này cũng sẽ đi lên. Đấy gì để Phaecon. Likogi tương tự Phaecon, tuy nhiên yếu hơn chút. Xi măng thì nó hơi lỏng, HTP hơi lỏng nhé. CD cũng khỏe, vẫn giữ được cái nền này. KSB đáng chú ý, nó vẫn đang tiếp cận đỉnh đây. Tuy nhiên nó cũng cần thời gian tích lũy thêm. Trong vòng mình giá là có leader là C4G, thì nó vẫn đang vượt đỉnh rồi, và nó treo nó giữ trên này. Ngoài ra có HTL, nó đã vượt đỉnh rồi và nó vẫn đang tạo vùng nền giá trên này, khả năng cao nó sẽ tiếp xuống tăng tiếp. Đây là những cổ phiếu leader trong dòng đầu tư công C4G và HTL. Ngoài ra có cổ phiếu khác thì yếu hơn, tuy nhiên anh chị có thể tham khảo thêm nhé. Còn như C47 này, Phaecon, Likuji, CTI, đây là những cổ phiếu nào chuyên trong đầu tư công, anh chị có thể tham khảo. Ở dòng tiếp theo đó là dòng bất động sản. Bất động sản thì nó cũng có nhiều cổ phiếu khá mạnh. Ví dụ TG, TG nó vượt đỉnh rồi. Đây là đỉnh trở lại, nó vượt rồi. Vượt đỉnh nó chỉ lại thị trường chung, phiên trước nó pullback khá khỏe.
và những cổ phiếu khác như là đất xanh. Đây thì nó đang tin mình chỉ có 23 cây này, hiện tại nó đang giữ nền giá thế nào thì khả năng chờ cái nhịp nó rút của nó bật lên thì chỉ còn hàng để nắm giữ thêm. Mua mới thì mình cũng chỉ nên đánh chậm vừa phải thôi và chờ xác nhận nó vượt qua 7.5 thì mới gia tăng nốt nhé, thoát khỏi cái nền đá đấy 47.5. Dễ có nhịp mới, con này đang nít đầu của dòng bất sản nó vượt đỉnh rồi, nó đã vượt vào nên những cổ phiếu nó vượt đỉnh rồi nhé, đang test lại volume thấp này. Thì anh chị có thể tham gia khi nó có phiên bật lên mạnh tham gia được 2D6 chặt phần đấy nhé. Đây nó đang có trạng thái nên trồng nền nền ra đây, nền ra đây thì những trạng thái này đến lúc đầu có thể nó chậm nhưng khi nó vượt thoát được cái vùng nền đá thì có thể tăng rất mạnh, cái chỉ có thể để trong tuần sau. Bất động sản có một số cổ phiếu chú ý và ra cổ phiếu khác như DG thì nhìn trước thì mình có tham gia cây này thì một số chị vẫn còn hàng vẫn đang giữ được thêm nhé. Đấy, nó cũng đang giữ được cái vùng trợ vùng nền giá đang bật lên tích cực giữ thêm. Hút thì đã phân phối chia thêm ra HND và khá chú ý là tạo ra nền giá đây nó vượt cái vùng cản rồi. BCG thì cũng đang trên vùng này, tuy nhiên cái vùng này khá lớn, vùng cây này khá lớn thế nên là vùng lịch sử khả năng cần thời gian nghĩ thêm. KH là một cổ phiếu đáng chú ý nhé, KH anh chị chú ý được tổng bất động sản và đặc biệt là tổng tiền nó đang vào VN30 thì KH là một cổ phiếu đáng chú ý khi nó bật tăng cái này mạnh và nó giữ được vùng nền giá đây. Tiếp tục phiên cuối tuần là nó đóng cao nhất phiên với khối lượng tiền vào bắt đầu cũng vào mạnh nha này, thì anh chị để ý khi nó vượt thoát vùng chân này thì tham gia được nhé. KH cũng là một cổ phiếu có cơ bản khá tốt. Đấy, các cổ phiếu kênh dưới tuy nhiên là cũng có cái nền giá khá tốt, IDG sau đây vùng này khá tốt, còn rất nhiều cổ phiếu khác trong dòng bất động sản, trong dòng bất động sản đây HDC thì nó tại vùng nền trên này nhưng mình có thể theo dõi được nhé, chờ nó vượt thoát thì mạnh với khối lượng lớn thì mới tham gia. Ok, sẽ qua đây là dòng các cổ phiếu mạnh nhất thì mình đã liệt kê cho anh chị nhé. Đạt Phương tương tự trạng thái HDC. Trong tuần vừa rồi thì cũng nói lên là dòng bất động sản khu công nghiệp nhiều cổ phiếu bất tăng rất là mạnh, thì mình có điểm qua cho anh chị một số cổ phiếu nhé. Bật full lên cho dễ. Cổ phiếu đầu tiên là cổ phiếu Long Hậu. Đấy. Long Hậu thì nó đã gần như là nó vẫn vượt thoát của cái mẫu hình nền đá phẳng này rồi, thì các chị có thể theo dõi cổ phiếu này. Bên này điều chỉnh từ trên xuống là 20%, 20% là cái nhịp điều chỉnh lý tưởng của cổ phiếu. Những cái phiên thì vào rất mạnh, điều chỉnh về volume thấp này, nó thể hiện cái không có áp lực bán ra của các tổ chức. Tắt cái này, những phiên tiền vào rất là mạnh. Đấy, cổ phiếu này hiện tại thì vẫn đang nằm trong vùng mua, nằm trong vùng mua của cái đỉnh cũ này, chưa vượt đỉnh. Thì các anh chị hoàn toàn có thể tham khảo cổ phiếu này, cân nhắc để có thể tham gia trong tuần sau. Đấy. Có thể là sẽ đi ngang đây một vài phiên, chỉ có thể lấy vị thế dần. Giá tăng thì nó bật lên. Cổ phiếu này thì điểm mua chuẩn nó là điểm mua này, điểm mua sớm này và thì gia tăng thì điểm này. Ngoài ra cổ phiếu Long Hậu thì đồng thời có cổ phiếu TD. TD là một cổ phiếu mà mình đã báo tin tham gia cây này. Cây này mình cổ phiếu báo tin tham gia cây này rồi. Thì nó là kênh dưới thôi, tuy nhiên là nó vừa thoát khỏi vùng chân này giảm giá rồi. Có nền giá khá tốt và nó bật tăng cây này, thì mình tham gia cây này rồi. Thì anh chị có thể dõi thêm khi nó tạo vùng nền giá gần đây. Mọi người tham khảo cân nhắc. Hay là EDC. EDC nó vừa thoát khỏi vùng đỉnh gần nhất rồi. Cái này là khá đáng chú ý. Và là cổ phiếu TIP. Cổ phiếu TIP thì nó có mẫu hình khá là lớn. Mẫu hình lớn nó tỉ một năm này vừa thoát này, tai nạn. Tai nạn thì cái volume chỗ này cạn kiệt dần, cân bằng được và nó đi lên. Thì phiên này có thể là phiên lấy vị thế nhé. Phiên này thì là phiên lấy vị thế anh chị. Điều bố sớm lấy vị thế một phần. Sau khi vượt thoát vùng chân này thì gia tăng thêm. Cổ phiếu TIP vẫn còn trong vùng mua, anh chị có thể tham khảo tuần sau. Ngoài ra công việc như SAC. SAC thì nó có tín hiệu nó cái phiên này nó rơi hơi mạnh, volume hơi lớn. Chứ mình chưa tiên tham gia cổ phiếu này nhé. Hơi nóng. Có thể cần thêm thời gian tích lũy đấy.
kéo dòng lên thì khả năng nó cũng lên, nhưng nó cũng cần thêm thời gian để định. Và volume này khá là lớn mà nó cũng tăng giá kéo dài rồi, cho nên là mình quy định các anh chị có thể để ưu tiên là nó học nhé. À, mạnh trong dòng này là VGC, VGC nó vượt đỉnh rồi. Đó là những cổ phiếu trong dòng bất động sản công nghiệp phải đáng chú ý, thì mình nêu ra để các chị có thể tham khảo cân nhắc cơ hội đầu tư nhé. Thì ngoài ra thì có một số cổ phiếu khác riêng lẻ các chị có thể tham khảo được bên những cổ phiếu ta. Đấy, trong dòng nông nghiệp đấy, thì nó cũng đang có cái tiếp cận về cái vùng trên này, thì khi vừa thoát về cái vùng đây ra cái đỉnh lớn nhất này 42.5 thì các chị để tham khảo tham gia nhé. Cùng dòng nó thì có con LTG này, nó đã vượt đỉnh rồi. Đấy, thì có thể con ta này sẽ sớm vượt đỉnh theo. Dòng tiền vào khá mạnh, các chị có thể tham khảo cái này. À, bất động sản thì có thêm cái mã cổ phiếu VPH này. VPH này là đáng chú ý nhé, các chị có thể theo dõi được cổ phiếu này trong nhóm bất động sản. Hoặc là cổ phiếu KHG. KHG thì nó đang nhìn thấy mừng thuốc tay cầm đây. Thì các chị có thể theo dõi cổ phiếu này. Khi nó vượt thoát vào thì với khối lượng lớn thì người hiện tại vùng đỉnh thời đại nó đang là 24 nhé. À, con này thì mới lên sàn thôi. Vừa rồi thì dòng dệt may nó tăng rất là mạnh, HTG tăng rất là mạnh, hay TNG tăng rất là mạnh. Thị trường rất nhiều cơ hội cho nên các chị phải tập trung vào giai đoạn này để mình tham khảo. Khi thị trường nó có tín hiệu có tích cực, thị trường chung và những cái tin xấu rõ ra nó phản ánh vào giá rồi mà thị trường nó vẫn giữ được cái xu hướng và thậm chí nó tăng ngược lại thì nên là tín hiệu tích cực thị trường chung nhé. Các chị phải tập trung cổ phiếu mạnh để mình tìm kiếm cơ hội đầu tư tham gia. Dòng thép thì sao? Dòng thép thì mình đánh giá nó vẫn đang biến động khá là mạnh. Đây, có con LTKG khỏe nhất khi nó xuất khẩu thép sang châu Âu. Tuy nhiên là nó vừa rồi có phiên ba phiên biến bán khá là mạnh. Thì có thể sẽ mất thời gian cân bằng vùng này. Chưa nên tham gia vội nhé. Hòa Phát cũng vậy này. Hòa Phát vẫn yếu. Tăng cái này, volume vào rất mạnh nhưng nó bị thủng quả cái này. Thủng quả đáy gần nhất là nên chị nên bán đấy. Thủng quả đáy gần nhất này. Đây là chị nên thoát này, đỡ mất thời gian, có thể chờ tái tiếp nhẹ sau. Cổ phiếu tương tự, HLG trở lại tương tự yếu nhé, thép dòng thép chưa nên tham gia. Đây, dòng dầu khí tuần vừa rồi thì đây PVD, PVS thì nó đã có điểm mua sớm ở cây này, có thể thăm dò cây cây này. Tuy nhiên là khi hàng về này, một hai bài hàng về đến đây, mà nó bị mất cây này đi thì anh chị phải lên thoát này nhé, thoát sớm. Mình báo tin mình tham gia, tuy nhiên là hàng về thì nó vận hành không đúng theo cái ý muốn thì mình thoát ra luôn để mình bảo toàn vốn, mình chuyển cơ cấu vốn cho các cổ phiếu khác có tiềm năng hơn. Thì dòng dầu khí này mình đánh giá là nó vẫn sẽ có tiềm năng trong 2022. Tuy nhiên với trạng thái biến động thất thường của dòng dầu khí dưới giá dầu trong thời gian vừa rồi, những tin tức đây giá dầu đây, thì mình đang vẽ sẵn một cái kênh của nó, có thể nó sẽ đập xuống đây, nó sẽ bật lên này. Đấy. Thì giá dầu chỉ cần nó sẽ giữ trên 85 đô thì mình đánh giá là sẽ tích cực dòng dầu khí. Tuy nhiên trong ngắn hạn thì nó đang có nhiều điều chỉnh và có thể là trong tuần sau nó sẽ hồi phục lên được này. À, nó sẽ đi ngang siết chặt lại và thì lúc ấy mình sẽ theo dõi sau khi nó có nhịp bật tăng lên này, thì đây là cái lúc anh chị tham gia ở cái chỗ này nha. Còn hiện tại nếu chị có hàng thì có thể canh bật lên để hạ giá và quan sát thêm. Câu phép tương tự PVD tương tự nha. PVD thì nó test về đỉnh, cái volume thủng 50 đường 5 thủng 50 thì đúng nguyên tắc là mình phải bán rồi. Các chị mua cái này, hàng về là lỗ là phải bán thôi. Có thể là từ sau nó có nhiều hồi phục, khả năng nó sẽ có nhiều hồi phục lên đây. Thì có thể canh hạ ta, hoặc là chờ anh chị có vị thế tốt ở dưới này, có thể chờ nó tích lũy đây. Tích lũy lại. Ổn thì có thể tham gia lại sau. Nên dòng dầu khí bên giá này hiện tại nó đang có nhiều điều chỉnh ngắn hạn và nó cần phải cái hồi phục và cân bằng lại. Cho nên chưa nên tham gia nhé. Đó là những cái dòng chính của thị trường chung. Đi qua một mình đi qua một dòng các thị trường chung cổ phiếu mạnh mình đã điểm danh cho các chị rồi, các chị có thể cân nhắc tham khảo đưa vào watchlist để theo dõi các cơ hội đầu tư trong tuần mới. Thì trên đây là quan điểm cá nhân của mình, hy vọng là sẽ đem đến cho các anh chị nhà đầu tư thêm góc nhìn và thêm một số các cơ hội đầu tư.
Thì nếu chị thấy kênh hữu ích thì hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh của team nhé. Nếu chị muốn đồng hành cùng mình thì có thể mở tài khoản tại TCPS hoặc VPS, hoặc đã có tài khoản để chuyển ID về team, liên hệ với mình theo số Zalo đây nhé, hoặc là mình để trong phần mô tả để các chị có thể tham khảo thêm. Mình cũng có một group free, các chị có thể tham gia vào group này và cộng đồng trên Facebook này. Xin chào và hẹn gặp lại các chị trong các clip sau. Xin chúc anh chị và các bạn có một cuối tuần vui vẻ và một tháng tư mới đầu tư thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.